Kính chào toàn thể các quý ông tài trở lại với kênh của em Hoàng Xe Tải từ nhà máy TMT Cửu Long. Vâng, mẫu ben 6 tấn rưỡi đang được coi là mẫu ben bán chạy nhất hiện nay, đặc biệt là ở phân khúc ben tải trung nhá. Tại vì sao ạ? Thì ở trong video này em sẽ nêu lên các ưu điểm của cái dòng ben hổ vồ 6 tấn rưỡi này. Tại vì sao em nói là một cục bán rất là chạy, chạy hơn cả những dòng hai cầu, một cầu dầu khác. Thì trước khi đi vào cái này thì em sẽ báo giá trước hết như các video khác cho quý ông tài. Thì chiếc xe hổ vồ 6 tấn rưỡi đời 2022 phiên bản một cầu này đang có giá là 520 triệu nhá, 520 triệu. Giá xe hôm trước thì em báo 540 triệu, đấy là giá chưa giảm. Thì hôm nay đã xuống còn có 520 triệu rồi sau đợt giảm giá vừa rồi. Thì cụ thể cái đợt giảm giá này như nào thì mai em sẽ lên cho quý ông tài sau nhá. Đây, chiếc 6 tấn rưỡi này thì bản phiên bản một cầu là có giá 520 triệu. Còn đối với phiên bản hai cầu, xe có cả phiên bản hai cầu nhá, nhưng xe đời thanh kỳ 2021 thì giá rất là rẻ, chỉ từ 540 triệu thôi, 540 triệu phiên bản hai cầu. Đấy, thì nếu mà phiên bản hai cầu thì ở trước nó sẽ có thêm một cái cầu nữa, cầu này thì là cầu 3 tấn rưỡi nhá, à cầu 4 tấn rưỡi, em xin lỗi, cầu 4 tấn rưỡi, cầu khổ vồ. Đấy, còn ở dòng phiên bản một cầu này thì cầu trước nó chỉ trông như này thôi, nó chỉ có thanh đỡ như này thôi. Đấy là về giá. Còn về nếu mà trả góp ấy, thường thường là các quý ông tài mua xe ben thì sẽ khá là quan tâm đến cái phần trả góp này. Thì em cũng xin báo luôn, nếu mà các quý ông tài là quan tâm đến trả góp ấy, thì chúng ta đầu tư giúp trước cho em tầm khoảng là 180 triệu đến 200 triệu nhá. Nó rơi vào tầm khoảng 200 lẻ mấy triệu đấy, thì để mà trả góp được. Còn đối với ngân hàng thì theo thời điểm hiện tại em thấy vay là các quý ông tài sẽ vay được tầm khoảng 36 là kìm nhá. Đấy, còn nếu mà bay lên 38, 39 thì khá là khó, bởi vì cái này theo giá ngân hàng, nhưng mà tùy hồ sơ cũng có thể là làm bên được, nhưng mà tùy hồ sơ khá là đẹp. Nếu mà cần chi tiết thì gọi cho em 0383368978, em hoàn từ nhà máy TMT Cửu Long, và xe thì em sẽ lấy từ nhà máy lên cho quý tài nhá. Đấy, xe rất là mới luôn. Vâng, vậy là giá thì em đã nêu cơ bản rồi. Thì tiếp theo chúng ta cùng đi vào tổng thể xe. Thì các lý do sau sẽ khiến xe này là trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc xe ben trong các mẫu ben của Cửu Long Hổ Vồ nhé. Thì thứ nhất là xe này có cái form xe khá là gọn. Đây, em không cần nêu cụ thể về cái chiều kích của xe, nhưng mà không có tài nhìn cơ bản là sẽ thấy cái xe thuần dưỡng này nó rất là nhỏ gọn, đúng không ạ? Hầu như là địa hình nào cũng phù hợp đi được hết. Đây, còn cái chiếc 8 tấn 2 này thì trông khá là bệ vệ. Con này thì thực ra là giá rẻ hơn con 6 tấn rưỡi đấy. Giá con 8 tấn 2 một cầu này thì có là 484 triệu thôi. Nhưng mà công ty tài là vẫn lựa chọn cái chiếc xe 520 triệu này, bởi vì đường nào cũng đi được, đặc biệt đường nội thành Hà Nội. Đấy là ưu điểm thứ nhất, đó là về form giá nhỏ gọn. Nhưng xe nhỏ gọn nhưng chưa chắc cái thùng nó bé đâu nhá. Đây chính là ưu điểm thứ hai. Đấy, xe mặc dù là khá là nhỏ gọn nhưng mà chiếc xe lại có cấu hình khá là ok nhá, khi mà xuống lại lốp 825/20. Đây là lốp 825/20, mâm này là mâm 20 nhá, nên là chúng ta hoàn toàn có thể lên lốp 9. Đấy, sự linh hoạt giữa lốp lên và lốp xuống rất là ok nhá. Đây là lốp này, loại lốp DRC, tức là lốp bố vải, không phải lốp bố thép, kết hợp với bộ thùng này. Bộ thùng này thì là bộ thùng 5 khối 3, 5 khối 3 dài lên tới 3m3. Vâng, rất là ok luôn quý tài ạ, 33. Làm gì có xe nào tầm 6 rưỡi mà thùng to như này, mà dùng lại lốp cỡ như này thôi. Đấy, xe này thì có cái kích tổng thể thùng dài tới 33 và cao của em này thì là cao là 720 nhá. 720, tổng thành thùng là 5 khối 3. Thùng này chở vật liệu xây dựng thì chất vô lối luôn, đi rừng được nhá, xe cầu đi rừng được bình thường. Đấy là ưu điểm thứ hai mà em nhắc đến cho quý ông tài. Ưu điểm thứ ba, ưu điểm thứ ba mà chiếc xe này mang lại đó là chiếc xe có một khối động cơ vô cùng là chất lượng. Động cơ này động cơ của Hổ Vồ nhá, động cơ hiểu Hổ Vồ mà máy U-Chai, sử dụng công suất là 116 mã lực, 116 mã lực nhá, trong khi các mẫu xe khác chỉ là 106 hay là thậm chí là 96 mã lực thôi, thì chiếc xe này có công suất khá là tuyệt đối. Kết hợp với bộ số này, hộp số này, hộp số 2 tầng nhá, hộp số 2 tầng có tầng rùa, tầng thỏ. Đấy, tầng rùa, tầng thỏ, và xe hai cầu lắp thì chưa có khóa bít sai. Đấy là một lưu ý cho quý ông tài. Xe này sử dụng gọi là máy điện, ga điện, gọi là phun dầu điện tử đấy, công nghệ phun dầu điện tử. 4 máy. Vòng tua tối đa xe đạt được là 3.200 vòng trên phút. Và đương nhiên máy to, số to thì đương nhiên là chúng ta sẽ cần cái gì thêm ạ? Đương nhiên là cần phải cầu to rồi, đúng không ạ? Cầu to thì xe mới chịu tải tốt. Vâng, cầu con này cũng gọi là nằm ở mức tầm trung thôi, chứ không gọi là to lắm.
cầu của em này thì là cầu thuộc dạng cầu là cầu 8 tấn nhá, cầu 8 tấn của Hồ Vồ, trông rất là ok luôn. Quả cầu này thì nói thật là tới tầm giá này thì không còn gì để chê rồi. Quả cầu rất là chất lượng. Và đặc biệt nhá, đây có một cái điều đặc biệt nhất mà các bác tài là ít khi để ý này. Đó là chiếc xe này có cái bộ nhíp khá là dày. Nhíp này dày tầm khoảng là 10, em không biết là 10 hay 13 nữa. Đây em sẽ đeo thực tế luôn nhá. Bộ nhíp này theo em thấy thì nó dài tầm khoảng 10 mm vậy đấy, 10 mm thôi. Được tầm 10 mm đấy. Con 8 tấn 2 kia là nhíp dài 13 mm này. Đấy. Bác tài nào cho có thể xem hộ em cái con này nhíp dài bao nhiêu mm đúng không ạ? Bởi vì em thấy là nếu mà bộ nhíp này so với bộ nhíp của con 8 tấn 2 kia thì nó thật là hai con khá tương đồng nhau. Đây là bộ nhíp của con 8 tấn 2 đây. Đấy, bộ nhíp của con 8 tấn 2. Và tổng số lượng lá nhíp phía sau em này thì sẽ là 20 lá nhíp nhé. Tầng chính này ở trước mắt các quý giá thì là gồm có 12 lá nhíp, tổng phụ thì sẽ là 8 lá nhíp nhé. Xe thì có sẵn phanh hơi lốc kê. Hơi lốc kê này thì lưu ý là xe được trang bị sẵn cả 4 bánh chứ không phải là 2 bánh nhé, ở trên một số mẫu xe khác. Đây cũng đấy coi là một cái ưu điểm thứ tư mà em sẽ kể đến. Đấy, cầu Hồ Vồ thì nói thật là chất lượng không nên so sánh với dòng cầu nào khác của các xe khác làm gì cả. Nhíp của em này thì thuộc loại là nhíp rất là dày luôn. Đây chúng ta thấy là một số điểm là đã được là hàn chắc với nhau, một số điểm là sẽ để hở ra một tí, có độ rô cho cái nhíp này khi mà di chuyển, khi mà chở nặng. Đấy, nhíp của em này thì nhíp lại 605 nhá, 605. Hai nhíp trông còn khá tương đồng nhau thôi. Loại chassis hai lốp. Chassis này dài 6.5, chassis ngoài là dài 6, chassis trong là dài 5. Đấy về tổng thể của xe. Thì chủ yếu là em này thì có những cái gọi là cần thiết nhất của một chiếc xe ben thì đều là ưu điểm. Nhưng mà có một cái nhược điểm thì đây, xe nào cũng có nhược điểm thôi. Thì đây chính là cái nhược điểm đây. Đó là cái cabin. Cabin của nó thì cabin này theo nhiều bác tài đánh giá là cabin này khá là cổ hủ rồi. Trang bị thì cũng gọi là nghèo nàn. Cabin này thì cho bác tài nào chưa biết thì là cabin này sẽ giống với những chiếc xe từ 2015-2016 nhá. Nó vẫn là dùng cái phong cabin này thôi, để mà cũng có thể đây là một chiến lược của nhà sản xuất để mà giúp cái xe này là dễ phân biệt hơn mà không bị lỗi thời, không bị mất giá. Chính vì vậy xe này không bao giờ bị mất giá theo thời gian cả. Có khi các bác mua lại bán đi còn được xe cao hơn xe mới. Logo CHTC, Siltrack và TMT ở đây là do TMT phân phối lắp ráp nhá. Bộ đèn của này thì sử dụng lại bộ đèn là halogen, đèn nào cũng là đèn halogen hết, toàn đèn vàng thôi. Ở đây rất tiếc là không có đèn LED, không đèn LED đây. Cái này chỉ là gọi là cái giả LED thôi, chúng ta có thể đục thêm vào, chế thêm vào. Ngoài ra thì xe còn được có sẵn một cái bộ đèn sương mù hai bên, chúng ta đi rừng tốt hơn. Đây như các bác tài thấy đây. Cái chassis của nó xuyên từ đầu xe đến cuối xe luôn, đúng chất của Hồ Vồ luôn quý tài. Bây giờ thì em sẽ vào trực tiếp luôn cái nội thất nhá, để xem cái nội thất của nó như nào mà các quý tài là gọi là lại bỏ nó nghèo nàn nhá. Vâng, đúng là công nhận là nghèo nàn thật. Tại vì sao? Tại vì xe thì vẫn sử dụng kính với tay, rất tiếc với tay chưa có sẵn kính điện mà chỉ treo cái bộ kính điện ở đây thôi. Nếu mà lắp kính điện thì công quý tài bỏ ra tầm khoảng là mấy trăm nghìn thôi, chỉ 1-2 triệu thôi, 1-2 triệu. Còn độ thêm con màn hình này nữa thì chắc là mất tầm khoảng 3 triệu full bộ, thêm cái điều hòa nữa thì 10 triệu. Chúng ta mất thêm cũng phải tầm mười mấy triệu đấy, 13 triệu, bỏ thêm tầm khoảng 13 triệu thì bạn trang bị thêm những cái trang bị cần thiết cho xe. Ngoài ra thì xe nội thất của em này thì không có gì để chê cả. Có tài cứ chê lên chê xuống, trừ cái điều hòa với cái kính quay tay thì có còn cái gì đâu ạ. Đây, bộ đồng hồ của em này thì rất là chất lượng luôn, chất lượng từ A đến Z, đẹp không ạ? Đẹp chứ còn gì nữa, có quay tài rất là đẹp luôn. Nhiều các kiểu tài là mong ước được ngồi trên xe này đấy. Đến bộ điều khiển trung tâm, chúng ta ở đây thêm một cái đài. Như nãy em nói thì ở đây là cái đài có thể thay cái màn hình vào đây. Ở đây thì có một số chi tiết mạ chrome. Ở trên vô lăng cũng có vô lăng 3 chấu nhá, có một số chi tiết mạ chrome. Đây chúng ta sẽ có núm chỉnh hướng gió này, núm chỉnh gió lại hướng hút gió vào. Đây núm chỉnh tốc độ gió, cũng như là núm chỉnh điều hòa. Đây núm chỉnh điều hòa chúng tôi sẽ là được trang bị sẵn cái bộ để mà lắp điều hòa vào thôi, chứ còn không phải chế độ thêm gì của quý tài nhá. Điều hòa này thì còn được zin theo hãng,
ở bên em hoặc là công ty tài nước ngoài được, tùy công ty tài. Xe thì có 3 ghế ngồi và không có giường nằm nhá. Tức là không có giường nằm bởi vì xe là nhỏ gọn và cabin đơn. Hộp số cái này thì là hộp số 5 số tiến và 1 số lùi nhá. Đây. Và nhìn trực tiếp như này, hộp 5 số tiến và 1 số lùi. Có cả tầng rùa, tầng thỏ, chúng ta chỉnh trực tiếp vào đây nhá. Đây. Đây, tầng rùa, tầng thỏ chúng ta chỉnh trực tiếp đây. Đây là cái ben, cái cầu. Đấy. Khi mà cái ben thì xe sẽ kêu một chút. Đây là có hơi có điện này. Đây là nút bật phân cấp. Những cái này thì có quý khách tài yên tâm, khi mà có quý khách tài mua xe thì em sẽ hướng dẫn cụ thể luôn cho những quý khách tài nào chưa biết. Và đây là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Đây còn ở đây thì là phanh tay và bộ nâng ben thì sẽ ở hai cánh nhau. Đấy, đây là tổng quan về cái xe nội thất của em Hổ Vồ 6,5. Và nếu mà các quý khách tài là có nhu cầu đặt xe hay tư vấn thêm về xe thì gọi cho em nhé. Khoảng xe tải 0383 368 978. Em Hoàng từ nhà máy TMT Phú Long. Vào đây thì xem nhà máy thì sẽ được bảo hành trong chế độ của nhà máy, cam kết những cái lỗi nhỏ trong vòng 24 giờ bên em sẽ xử lý luôn. Hoặc là nếu mà có vấn đề gì bên em sẽ có xe bảo hành lưu động là lên trực tiếp xử lý cho chúng ta. Và bên em là hỗ trợ là giao xe tất cả vùng miền nhá, bán về tất cả vùng miền. Biển sẽ bấm theo chủ xe, địa chỉ của chủ xe. Bên em là còn khá là nhiều mẫu xe và đây cũng chắc là một số video cuối cùng em quay ở trên bãi Ý Nghĩa. Và bây giờ cái trụ sở của em sẽ chuyển về dưới Phú Nghĩa nhá. Dưới TMT Phú Nghĩa, khu nghiệp Trương Mỹ, Phú Nghĩa, Hà Nội nhá. Đấy, và cuối cùng xin kính chào toàn thể quý khách tài. Nếu có nhu cầu xem xe hay lấy xe từ nhà máy thì gọi cho em Hoàng. Em Hoàng từ nhà máy TMT Cửu Long. Vâng, và cuối cùng xin kính chào toàn thể quý khách tài.